Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đến một cửa hàng bán đồ tạp hóa ở thôn quê. Cùng xem là ở hàng quán thôn quê này có những sản phẩm gì. Các bạn có thể thấy những hàng quán này rất là đa dạng và phong phú. Có rất là nhiều mặt hàng từ các cái đồ sắt, đồ nhôm, bát đũa. Bát đũa, thìa, muôi, dĩa. Rồi kể cả hàng chăn đệm, cái gì cũng có, không thiếu mặt hàng nào cả. Về Ai đau chân à? ông À, bảy ô ông bảy ạ. đạo Nào, mình chắc dùng cái máy thấy đó. thấy thấy khoe là cầm chìa khóa cho mợ thi thoảng quét cái trồng rau ở tốt giữ vườn rồi nhà cửa các thứ. Ông nào? Ông Khánh. Ông Khánh. À. Hường ơi, chào ông trẻ của À. Bi. Ông trẻ tắt điện luôn Ông đâu đấy? rồi. Ông ơi, ông có người yêu chưa? Thằng Quân nó đang bảo là Ok, cả nhà Quân cùng nó mà. bảo là thứ bảy à. Đây để nó đi đó. về về nhà nó cơm nước xong xuôi thì quay đây. Không, Đây. không đi đâu. Đây, có đấy. Nó bảo rồi, cái chị bảo nó Đây, là có đấy. đi đi đường Hồ Chí Minh cơ mà. Đi đường Có đấy thì đi đường Hồ Chí Minh xong rồi đi quán dọc thùng đường mới có. không có chỗ nào ăn đâu. À. Đi về đấy ăn đâu đó. Lại vào đấy ăn à? Bảo anh Hải chuẩn bị quần áo cho chị em mình cách ly đi. Sao cơ? Hả? Chuẩn bị quần áo trong trường hợp mà bị cách ly phát nữa là bị Hà cách ly Nội phát á? ờ Hà Nội không không có vấn đề gì. Không, cứ để tùy tình hình hôm đấy xem nào Khoai nhé. đi, khoai đi, chuyển xuống Ừ, chơi một tí, thì nhà lắm à. nó đang bảo thế mà. Vâng, trông đẹp nhờ mà nhỉ. Không, chân đẹp, rất là đẹp. Mấy lắm tiền phê mới đi, thử lực, cả cái tính vô đây luôn. Rồi cái vô đấy là mày có đỏ đưa với bà. Gái mình chỉ cả kỳ cho vui đi. Hấp cái chõ lên. Nhưng mà sao nó lại có? Ở mỗi đó người đã chủ tâm anh trên đường ấy trả lại mới Đây là cháu xem là có hàng nhôm là tốt, là có cái nồi xinh xinh để cháu mua mấy cái để cho bà cháu đó. Có ái hả chị vì đi bất phùng đấy á. Cái bên lại nó lắm rồi, ngã thì bà cỡ nóng rồi. Sao bà lại thích dùng nồi nhôm? Bà chị hay thích dùng kiểu đấy. Quên không biết là cái nồi kia về bà thế hình đâu. Chị Nga ơi. Nồi này thấp quá. Chị Nga ơi. Nồi này nhà Thảo có Chị rồi. Nga, hôm nào em cho chị một cái nồi nhôm to đùng. Luộc được cả con gà to. Nồi nhôm. Luộc con gà. Chú ơi, nhà cháu khổ lắm vì là có mẹ bà chồng cụ cháu gần 90 rồi, cháu mua nồi inox từ về mẹ cháu không nấu, xong nặng cứ toàn chê nặng xong không rồi cầm nặng, được. mọi người không thích đâu. Ba là phải kiểu này Ừ. chiều cái trưa nên là cháu mới đang nhìn nó có một nhôm cả nó càng là bố tao ngồi thế này lỏng với mình còn ai nữa mở một không trắng chờ tí vội gì đâu con không mẹ chờ tí anh. Vâng, Long bây giờ đang về đấy ạ, chờ tí mình ăn uống suốt ngày. Chăm mẹ chồng lắm. Nhà cháu bát đĩa mới mẹ chồng cháu cất đặt. Cất đi con luôn hết. Mà cất ở đâu mợ có biết mang vào phòng ngủ của bà ấy. Hôm làm cho hôm nọ anh chị chồng nhà cháu lên chơi. Đã thế thì hôm nay cháu chứng minh cháu lấy toàn bộ bát đĩa ở trong trại ra để cho các bác ăn cơm toàn cọc cạch rồi. Mà này, ba bộ bát đĩa mới bà chị. Bà cất hết đúng không? Cất, không có dùng mà. Cái này đấy thì có là đập cắn đấy chứ mày hỏi này. Cắn cân rưỡi á. Thần mỏng này. Đây là cái nào? Không, phải loại ấy cơ. Phải loại nào nhôm đẹp ý. Chắc có cân nhiều loại nhôm mà. Đây chính là sản phẩm thìa làm từ inox. Các cái thìa được bó thành buộc, cứ 10 cái thìa một buộc để người mua có thể chọn cho dễ.
vậy thì nghĩa này bán ở đây giá cả đều rất là bình dân, người ta ăn lãi rất là ít thôi. Ngoài sản phẩm thì nghĩa loại nhỏ còn có cái này gọi là cái muôi, rồi có cả thìa nhựa nữa. Rất là nhiều các cái loại khác nhau với các cái loại đơn giá tiền khác nhau. Nói chung là đồ ở trong nhà bếp thì cũng cần mua đầy đủ để giúp cho công việc nấu ăn trở nên dễ dàng, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Các cái dụng cụ cắt thái thì nhất thiết là phải có đầy đủ dao, nạo, kéo. Cái dụng cụ để trộn thì có bát trộn, có nắp, đũa, thìa. Các cái dụng cụ đo lường thì cần có cỡ, cân, bình, có thể chia thể tích để có ta có thể lượng hóa được cái khối lượng nấu ăn cho phù hợp. Các cái dụng cụ nấu nướng thì có nồi cơm, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng. Đấy là những cái thiết bị hiện đại rồi, còn nếu ở thôn quê thì có lẽ chỉ cần bếp ga, hoặc kể cả không có bếp ga thì dùng bằng bếp củi vẫn ngon lành. Các cái dụng cụ dọn ăn như là khăn giấy, vải lau bàn và các cái dụng cụ dọn rửa như nước rửa bát, miếng trà sát, miếng rửa bát mềm, lò nướng. Các cái dụng cụ khác để nấu ăn, ví dụ như đây là cái vớt vớt đồ ăn như là rau củ quả luộc hoặc là xương, ta dùng cái vợt này ta vớt thức ăn rất là tiện, nó ráo hết nước mà lại không bị nóng. Ở đây ngoài những cái đồ dùng gia đình thì còn có những cái đồ bán cho các hàng quán kích cỡ to, giống như là cái bàn bàn xoa hoặc là cái muôi rất là to, đều có đủ cả. Rồi đũa, các loại đũa cũng rất là nhiều. Đũa thì có đũa nhựa, đũa gỗ. Tuy nhiên bây giờ người ta trào lưu là dùng đũa inox. Dùng đũa inox thì rất là sạch, không lo bị mốc giống như đũa gỗ. Tuy nhiên gắp đồ ăn thì nó hơi trơn, hơi khó ăn một chút. Nhưng nói chung là nếu mà cứ ăn quen thì cái việc dùng đũa inox nó rất là tốt. Và đặc biệt là khi mà đã sắm đũa inox rồi thì chẳng phải thay đũa bao giờ. Nó chả bị mất, không bị mốc, không bị cong, không bị cong vênh giống như đũa gỗ. Ở đây ngoài những đồ nhựa còn có cả những đồ phít. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.